Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một lần nữa thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Chúng ta có vui vì được thờ phượng Chúa không? Hãy nhớ rằng ngày xưa khi Chúa Giêsu đi lại giữa dân chúng thi hành chức vụ, đám đông hàng chục ngàn người đi theo Ngài. Do vậy, tấm lòng nào tìm kiếm Chúa, dù tầm thường đến đâu, Ngài vẫn biết rất rõ. Ngài sẵn sàng đến và đáp ứng từng người có lòng khao khát tìm kiếm Chúa. Chúng ta hãy đến với lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng đọc lời của Chúa trong Matthew đoạn 24, từ câu 3 đến câu thứ 7. Xin quý vị nhìn lên màn hình và chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau. Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô Liu, các môn đồ đến hỏi riêng Ngài rằng: "Xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điềm gì báo trước về sự quang lâm của Thầy và thời kỳ tận thế?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ, và sẽ dối gạt nhiều người. Các con sẽ nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng, đừng bối rối, vì việc này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ chống đối nước kia. Đói kém, động đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của các cơn đau chuyển dạ." Thưa Hội Thánh, tất cả chúng ta đều biết tin tức trong tuần lễ qua nổi bật trên các dòng tin, các mạng lưới Internet, các kênh truyền hình. Đó là một sự kiện gì? Một trận động đất rất lớn diễn ra ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta tính rằng cho đến giờ phút này, Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Syria đã có 23.000 người chết. Đó là những người đã xác định được bởi vì tìm thấy xác của họ. Và có người nói rằng còn những người nằm sâu bên dưới các tòa nhà, bị vùi bên dưới đống đổ nát thì chưa thể tính được. Và con số đó cũng là một con số rất lớn. Và chúng ta biết là mùa đông ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Syria hiện nay âm 5 độ. Và số người bị thương khoảng chừng 60-70.000 người. Và trận động đất để lại nhiều dư chấn, bởi vì nó là một trong những trận động đất lớn nhất tính từ 100 năm qua. Và người ta nói rằng những dư chấn tiếp tục sẽ còn tiếp diễn trong một vài tuần nữa, và thậm chí một vài tháng nữa, chứ không dừng lại. Đây là lời Kinh Thánh do một sứ đồ tên là Matthew kể lại những gì Chúa Giêsu đã làm, những gì Chúa Giêsu đã dạy. Và 2.000 năm trước thì Chúa đã đề cập rằng sẽ có một ngày kết thúc thế giới này. Chúa không chỉ nói suông mà Ngài nói rằng khi các ngươi thấy một số dấu hiệu như thế này thì hãy biết rằng thời điểm đó là gần rồi. Và ở đây ghi lại cái phần trao đổi của các môn đồ với Chúa Giêsu: "Xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điều gì báo trước về sự quang lâm của Thầy và thời kỳ tận thế." Nếu chúng ta có một chút hiểu biết về Kinh Thánh, nếu chúng ta đã từng đọc Kinh Thánh, đã từng nghe Kinh Thánh, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thế giới này sẽ không tồn tại mãi mãi, nhưng sẽ có một thời điểm kết thúc. Và chi tiết hơn, Chúa Giêsu sẽ trở lại, sẽ đón tiếp Hội Thánh của Ngài. Tiệc cưới chiên con là một sự hội ngộ giữa các môn đồ của Chúa cùng với Chúa Giêsu. Tuần trước khi chúng ta dự tiệc thánh, thì trong tiệc thánh chúng ta đều dùng bánh, biểu tượng của thân thể Chúa. Nước nho là biểu tượng của huyết Chúa đổ ra. Và Chúa có một lời hẹn ước, đó là: "Ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không uống trái nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước của cha ta."
Thật ra, lời của Chúa nhắc chúng ta là mỗi lần chúng ta nhóm lại thì nên bẻ bánh, uống chén chung với nhau. Và có rất nhiều hội thánh cứ mỗi lần nhóm lại là dự tiệc thánh. Tuy nhiên, cũng có hội thánh nói rằng dự tiệc thánh như vậy đó, tập thể càng đông, sự chuẩn bị càng rắc rối và nhiều khi sinh ra nhàm chán, cho nên mới đưa ra quy lệ đó là một tháng dự một lần. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở là mỗi lần chúng ta nhóm lại thì bẻ bánh uống chén với nhau, và mỗi lần như vậy hãy nhớ đến Chúa, nhớ đến sự chết của Chúa, nhớ đến lời hẹn ước của Chúa rằng rồi Ngài đã về trời, nhưng chúng ta sẽ hội ngộ với Ngài một ngày không xa, và tiệc cưới chiên con sẽ được tổ chức tại đó. Chúa nói một trong những dấu hiệu đó là các con sẽ nghe về chiến tranh, tin đồn về chiến tranh, rồi đói kém, động đất xảy ra ở nhiều nơi. Đây là bản đồ của vùng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Người ta mô tả cái tâm chấn ở ngay tại đó, và thật ra nó còn rung động ảnh hưởng đến cả xứ Palestine nữa. Quý vị có nhớ là vào tháng 1 vừa rồi đó, thì có một mục sư người Do Thái đến đây giảng ở đây. Ông là mục sư Amir Safati. Ông là một người đi rao giảng, và chúng tôi có ở trong cái kênh Telegram của ông. Thì ông nói rằng vào một buổi sáng sớm thì mọi người đều thức giấc hết bởi vì nghe một cái tiếng động xé tai. Và sau đó thì khám phá ra rằng có một cái gì đó, tưởng là bị tấn công, tưởng Israel bị tấn công, nhưng mà thật ra đó là dư chấn của trận động đất. Và chúng ta biết là từ Thổ Nhĩ Kỳ băng qua Syria, băng đến Palestine, nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng. Quý vị có bao giờ nhìn lên bản đồ này, nhìn thấy những sự kiện đang xảy ra và tự hỏi tại sao lại là Thổ Nhĩ Kỳ, tại sao lại là Syria? Nhiều tháng trước đây, tôi đã từng cùng học lời Chúa với Hội Thánh. Chúng ta mở ra Ê-sai đoạn 17 câu 1. Từ hơn 3.000 năm trước, thì lời của Chúa dùng tiên tri Ê-sai và nói một lời tiên tri về Syria như thế này. Này, Đa-mách sẽ bị trừ ra, không còn được gọi là một thành nữa. Thật ra là từ hàng chục năm qua, Syria đã bị chiến tranh, đã bị quân phiên loạn chiếm đóng, đã bị quân chính phủ và chiến tranh liên miên xảy ra ở đó, những tòa nhà đã bị đổ nát. Rồi cách đây một vài năm thì chúng ta nghe nói ở một vùng cảng đó, một vụ nổ kinh khủng. Và bây giờ động đất lại tàn phá một phần của Syria. Nói như vậy, chúng ta nghĩ điều gì? Đấng mà chúng ta thờ phượng buổi sáng hôm nay là Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng đang ở giữa chúng ta từ nhiều ngàn năm trước, Ngài đã biết trước những biến cố này rồi và Ngài nói cho chúng ta biết. Chúng ta yên tâm bởi vì chúng ta thuộc về một Cha Thiên Thượng, biết từng diễn tiến xảy ra trong thế giới, biết điều gì đang xảy ra mỗi ngày và Ngài đã báo trước cho chúng ta rồi. Nếu chúng ta có lời của Chúa, nếu chúng ta gắn bó với hội thánh để ở đó được học hỏi lời của Chúa, nếu chúng ta tỉnh thức thì chúng ta biết rằng sẽ không ngạc nhiên gì cả. Biến cố, động đất không xảy ra ở Đông Nam Á, không xảy ra ở một vùng đất khác trên thế giới, mà xảy ra ở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông, hay nói một cách khác là ở tại vùng Trung Đông. Bởi vì Chúa Giê-xu sẽ có những điều diễn ra dành cho thế giới ở tại khu vực đó. Đây là hình ảnh của những cái địa điểm mà cơn động đất tàn phá và dư chấn của nó sẽ còn để lại nữa. Đây là không ảnh của một thành phố 1.700.000 dân trước động đất, sau động đất. Chúng ta thấy trước động đất, trước đó mấy ngày thôi, sau mấy ngày, thành phố đã thành ra như vậy. Chúa muốn nói gì với chúng ta buổi sáng hôm nay? Có lẽ chúng ta muốn xây dựng một căn nhà thật lớn. Có lẽ chúng ta muốn dành dụm một số tiền thật nhiều, bởi vì càng nhiều, càng yên tâm, càng vững chãi, càng bảo đảm. Nhưng mà tất cả mọi điều đó, tác giả của châm ngôn đã nói rằng hư không của sự hư không.
Chỉ một vài ngày trước cơn động đất thì một thành phố 1.700.000 dân với những tòa nhà, với những dinh thự, chỉ sau một vài giờ đồng hồ thì đã không còn gì nữa. Và người ta nói rằng những toán cứu hộ không biết phải làm việc ở đâu cho an toàn, bởi vì những tòa nhà sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đó là điều đang diễn ra. Chúa Giê-xu nói rằng đói kém, động đất xảy ra ở nhiều nơi. Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh. Thật ra chúng ta cũng rất là không lạ gì. Bởi vì sau COVID, sau 2 năm, 3 năm, cả thế giới, đặc biệt thành phố của chúng ta phải đối diện với giãn cách, phải đối diện với cô lập vì COVID. Nhưng rồi sau đó tưởng là yên ổn thì chiến tranh diễn ra ở Ukraine và Nga. Thật ra trong tâm trí của tôi cũng như của nhiều người nghĩ rằng chỉ cần giải quyết trong vài tuần thôi, làm sao mà Ukraine có thể thắng được Nga, một đất nước to lớn như vậy. Nhưng mà chúng ta biết cho đến bây giờ đã kéo dài hơn một năm rồi và có vẻ chưa có điểm dừng, còn lan rộng ra nữa. Rõ ràng là Chúa nói rằng đó là dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng. Rồi mới tuần qua là động đất xảy ra ở nhiều nơi. Nhưng mà Chúa còn nói rõ tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của các cơn đau chuyển dạ. Những phụ nữ, những bà, những cô ở đây đã từng có kinh nghiệm mang thai, sanh nở thì chắc biết rõ điều này là gì, phải không? Tôi mạn phép nói về chuyện này. Cách đây mấy năm đó thì chúng tôi có đứa cháu nội thứ hai ra đời. Và rồi trong những ngày đó thì Hoa Kỳ đang đối diện với COVID, cho nên số người chết ở tại New York rất nhiều. Và chúng tôi lo lắm cho con của mình. Mỗi một ngày điện thoại thì con dâu nói với nhà tôi và tôi là nói rằng con bắt đầu thấy đau bụng đó mẹ. Nhưng mà ngày hôm sau hỏi rằng con ơi có khỏe không? Thì con dâu nói rằng dạ không sao, con chỉ đau một lần thôi, bây giờ khỏe rồi. Rồi sau đó một tuần, vài tuần thì đứa con bắt đầu nói rằng ồ con đau nhiều hơn. Và tụi con lo quá, bởi vì không biết là có chỗ trong bệnh viện không. Và đến khi chúng tôi liên lạc như vậy đó, thì con dâu của chúng tôi nói với nhà tôi và tôi là con bắt đầu đau nhiều hơn, chắc là sắp đến ngày sinh rồi đó. Và bây giờ thì gọi đến bệnh viện, không có chỗ nữa, phải đi qua một tiểu bang khác để tìm chỗ trong bệnh viện. Tôi muốn kể câu chuyện đó để nói rằng cái cơn đau chuyển dạ thì chắc là chúng ta đều hiểu, phải không? Hy vọng là những người nam, những người chồng cũng hiểu được. Một người có thai gần đến lúc sanh nở thì thỉnh thoảng bị co thắt. Nhưng mà khi cơn co thắt diễn ra càng nhiều càng dồn dập thì biết là ngày sinh đã sắp đến rồi. Thật ra chiến tranh xảy ra từ nhiều ngàn năm qua, động đất cũng xảy ra thường xuyên, nhiều thiên tai xảy ra. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận rằng chưa bao giờ dồn dập như thời kỳ chúng ta đang sống. Và Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sắp trở lại. Cũng mục sư Amir Safati, ông đưa lên trong Telegram group một cái hình ảnh một chiếc hỏa tiễn của Iran, một cái tên lửa của Iran. Trên đó có viết dòng chữ bằng tiếng Hebrew và dòng chữ đó có ý nghĩa là án tử cho người Do Thái. Iran coi Do Thái là kẻ thù truyền kiếp và thề sẽ không đội trời chung với người Do Thái. Và người ta nói rằng trong cái việc cứu trợ động đất ở tại Thổ Nhĩ Kỳ đó thì là có những cái chuyến bay của đội cứu hộ Israel đậu gần với những chuyến bay của đội cứu hộ Iran. Và Iran đã đem những máy bay chở hàng hóa đến rất nhiều, tuy nhiên được bao bọc kín mít, không biết cái gì ở trong. Và thật ra là nhiều tháng qua, nhiều năm qua thì Iran thường chuyên chở vũ khí hay là phát triển vũ khí hạt nhân trên đất Syria. Và rồi thỉnh thoảng có những vụ nổ bởi vì tình báo Israel khám phá được và đã phá hủy trước rồi. Dấu hiệu chiến tranh âm ỉ, chờ một ngày ở tại vùng đó là lò lửa sẽ bùng lên. Và một lần nữa chúng ta biết ngày của Chúa thật là gần. 2000 năm trước, Chúa Giê-xu nói rằng, này ta đến mau chóng. Chúa Giê-xu đến để kết thúc lịch sử của nhân loại. Nhưng mà không phải chỉ có như vậy. Ngài đến đem phần thưởng theo với Ngài để thưởng cho mỗi người
tùy theo việc họ làm. Chúng ta nghe nói về việc thế giới này kết thúc, chúng ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà có một tin tức tốt lành dành cho chúng ta, đó là khi Chúa trở lại, chẳng những kết thúc thế giới này thôi, mà Ngài còn đem phần thưởng đi theo với Ngài. Và nếu chúng ta là những người trung tín với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được nhận phần thưởng tùy theo việc mà chúng ta làm khi còn ở trên đất này. Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 3 cũng nói rất rõ. Có những công việc có vẻ như là làm được rất nhiều việc, kết quả rất lớn, rất hoành tráng, người đó rất siêng năng. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói rằng ngày Chúa đến đó, thì sẽ được thử nghiệm qua lửa. Và nếu công việc đó thực hiện bởi một động cơ sai trật, thì công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Có những công việc rất là âm thầm, không ai biết cả, nhưng bằng cả tấm lòng, bằng sự cảm động, bằng sự kêu gọi của Chúa, bằng sự trung tín tận tụy, thì Chúa nói rằng nếu công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Công việc gì sẽ còn lại đến đời đời? Daniel cũng nói một ý tưởng về thời kỳ cuối cùng. Thời kỳ cuối cùng của thế giới, trong ngày phán xét, nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy. Người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tủi nhục ghê tởm đời đời. Những người khôn sáng sẽ rực rỡ như sự sáng chói trên bầu trời. Và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Chúng ta có muốn công việc của mình bị tiêu tán hết khi qua lửa không? Chắc chắn rồi, không ai muốn điều đó. Chúng ta ai nấy cũng đều muốn công việc của mình sẽ còn lại và chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Và đó là công việc gì? Đó là công việc đem những con người hư mất trở về với Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. 2 ngày trước đây, ban tổ chức chương trình truyền giảng Xuân Yêu Thương đã nhận được giấy phép từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày 4, ngày 5 tháng 3, chúng ta sẽ có 2 đêm truyền giảng. Có 13.000 phiếu thân hữu đã được phát ra. Và chúng ta thử tưởng tượng là mỗi được nộp lại, 13.000 phiếu thân hữu được nộp lại, có nghĩa là 13.000 con dân của Chúa kết ước đem thân hữu đến trong buổi truyền giảng. Và chúng ta thử tính là nếu một con cái của Chúa đem 1 thân hữu thì sẽ có 13.000 người. Nhưng mà cái phiếu thân hữu chúng ta nhớ là bao nhiêu người trong đó? 10 người. Cho là gia giảm đi. Có người thì trung tín 10 người, có người thì 7, có người thì 5, có người thì 3. Bèo lắm cũng phải là 1 người thì mới nộp lại được chứ. Nếu không có 1 người thì đâu có nộp lại đâu. Và như vậy thì chúng ta biết là trong 2 đêm đó sẽ có hàng chục ngàn người đến để được nghe về Chúa Giê-xu. Hãy hợp tác với nhau. Chúng tôi quyết định là từ đây đến đó, mọi sinh hoạt của các hội thánh địa phương dừng lại, ưu tiên cho chương trình truyền giảng này. Bởi vì thế hệ của tôi, cuộc đời của tôi, cuộc đời của các bạn và quý vị, dù các bạn là người còn rất trẻ, sẽ không thể có lại cái chương trình này lần thứ 2 đâu. Bởi vì mục sư tiến sĩ Franklin Graham là nhà truyền giảng, ông cũng đã lớn tuổi rồi. Và chúng ta nghĩ rằng thôi lần này không được thì lần sau, không có lần sau đâu. Ba tôi là mục sư trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Tôi nhớ trước năm 1975, ông nói chuyện với các bạn của ông và ông nói rằng ước gì mục sư tiến sĩ Billy Graham đến để truyền giảng ở tại Việt Nam. Nhưng mà lúc đó không đến được. Bởi vì lúc đó là chiến tranh, không thể tổ chức được những sự kiện đông người như vậy. Và ba tôi năm 2020 thì ông đã về với Chúa. Và như vậy là thế hệ của ông không hề có được cái vinh dự đón tiếp đầy tớ của Chúa. Tôi, quý ông bạn chị em, đang ở trong một đặc ân. Đó là chúng ta sẽ chứng kiến hàng ngàn người chạy đến với Chúa Giê-xu. Tôi không hiểu Chúa làm cách nào. Nhưng mà tôi tham dự chương trình truyền giảng ở tại Hà Nội. Khi ông kêu gọi, ông giảng rất ngắn, rất đơn giản, rất căn bản. Nhưng mà khi ông kêu gọi, người ta chạy đến tin Chúa Giê-xu. Và người ta nói rằng mục sư tiến sĩ Billy Graham
hiệp hội của ông đã rao truyền phúc âm đem cho 2,5 tỷ người trở về với Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ không có đủ ân tứ, không có đủ lực, không có đủ khả năng để đứng lên giữa hàng chục ngàn người đâu. Nhưng mà chúng ta có thể góp một phần. Quý vị có muốn mọi công việc của mình sẽ còn lại và chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi trong ngày bước vào nước Chúa không? Mỗi chúng ta hãy làm phần việc của mình. Tôi có kêu gọi mỗi một người, mỗi một tín hữu dâng hiến ít nhất 500.000 cho chương trình này. Có người nói 500.000, nhiều quá mục sư ơi. Không, từ đây đến đó, mỗi một ngày chúng ta bỏ ra 20.000. 20.000 làm rớt cũng không biết nữa đó. Phải không? Đối với nhiều người làm rớt 20.000 không biết luôn. Không thèm quay lại lượm luôn. Chúng ta thử mỗi ngày bỏ ra 20.000. Từ đây đến đó, hơn 20 ngày, chúng ta sẽ có được 500.000, phải không? Ai thấy mình không trung tín đủ thì lấy đức tin dâng trước đi. Thôi, nghe nói như mục sư tôi đồng ý, nhưng mà mỗi ngày lác nhác quá, thôi tôi dâng trước 500.000 nè, bỏ riêng ra. Và chúng ta thử tưởng tượng đi, 13.000 tín hữu tại thành phố này, tại các tỉnh lân cận, mỗi một người trung tín 500.000 thì chúng ta sẽ có một số tiền không nhỏ đủ cho chương trình đó rồi. Quý vị có muốn dự phần không? Tôi và nhà tôi hứa nguyện với Chúa, con sẽ choàn cho 20 người. Thật ra choàn cho 10 người chỉ mới có 5 triệu thôi. Choàn cho 20 người 10 triệu. Và tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta ở đây có dư thừa sức. Chúng ta nỗ lực vì công việc của Chúa, vì chúng ta muốn những gì mình làm còn lại đến đời đời, vì chúng ta không muốn tiền bạc của mình ở trong ngân hàng hay là đổ vào trong những tòa nhà chỉ trong giây lát sụp đổ hết trở thành một đống đổ nát và chính mình cũng không còn nữa. Hãy ghi nhớ điều đó. Hãy bắt đầu từ ngay hôm nay để dành mỗi ngày 20.000 thôi. Ai thấy mình không trung tín được thì dâng trước đi. Để riêng qua một bên cho chương trình truyền giảng. Rồi sẽ cùng hợp lại để gửi về tài khoản của chương trình Xuân Yêu Thương. Quý vị hãy chụp màn hình. Và chúng tôi cũng sẽ dành ngày Chủ nhật 26 tháng 2 để tất cả các hội thánh trích một phần tiền dâng của mình dâng về cho chương trình. Chúng ta góp phần bằng việc dâng hiến tiền bạc. Rồi một lát nữa đây quý vị sẽ được kêu gọi để đăng ký mời người đến, đăng ký vào trong ban tiếp tân, đăng ký vào trong ban phục vụ. Mỗi người chúng ta đều có phần. Và hãy nhớ rằng lời của Chúa nói rằng đó là công việc trực tiếp hoặc gián tiếp đem nhiều người đến sự công chính, và công việc đó sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Một lần nữa xin hãy đứng lên và chúng ta cùng đọc lời của Chúa ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 chung với nhau. Hãy đọc rập ràng và lớn tiếng. Này, ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm. Xin chúng ta hãy đáp ứng với lời của Chúa trong thời gian này. Tất cả những diễn tiến xảy ra trên thế giới không nằm ngoài sự kiểm soát của Chúa đâu. Những sự kiện càng dồn dập hơn để nhắc cho chúng ta nhớ rằng giây phút kết thúc của thế giới đang đến rất gần. Cuộc đời của chúng ta rồi sẽ qua đi, tiền bạc rồi sẽ qua đi. Và Chúa muốn kêu gọi. Ngài kêu gọi không phải để bóc lột chúng ta đâu, nhưng vì Ngài không muốn chúng ta bước vào trong nước của Chúa với một thái độ hối tiếc đến nỗi phải nghiến răng vì những cơ hội đi qua trong cuộc đời của mình. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.